nở nó hiếp tôi. Hiếp ai hiếp? Ai? Đâu cái gì? Cái gì mà la làng ở Mỹ cả lên thế hả? Tao đang mơ thấy. Gì? Là gì? Lạ nhỉ? Để tao nghĩ xem nào. Rõ ràng tao nhớ là tao làm cái lều mới. Thằng Tự Lãng nó biếu tao một cái bình rượu. À, cái bình như thế này này, đúng rồi, mà nó mới cơ. Thế tao ngủ một giấc chửa vã bữa rượu dậy mà làm sao mà cái lều của tao nó lại cũ như thế này. Trên đời này ngoài mày ra thì làm gì có cái gì mà nó cũ nhanh thế được. Ngủ say quá, chả biết gì sớt. Cha con nợ này suốt ngày ngủ thôi. À, phải rồi. Thằng Tự Lãng nó bảo cái rượu của nó là nó ngâm những cái thứ của khỉ chết liệt đấy. Rồi nó hạ thổ. Rồi nó phơi xương. Uống vào là ngủ 100 năm. Thế thì đúng rồi. Này. Hả? Giá mà nó đừng nấu theo đúng quy trình ấy thì ngủ đâu có lâu như thế. Con mà chết đi cho đỡ khổ. Mà này, cái thằng Tự Lãng ấy mà nó chả chết từ đời tao hoánh nào rồi ấy. Nó hồ sơ gốc rồi. Cả họ nhà nó chết từ đời tao hoánh nào rồi. Ân đã. Ngồi im. Sao? Để tao xem nào. Của tao nhá, tao được nhá. Ôi này, cả ổ đấy. Ô. Của tao. Của tao chứ. Của tao chứ. Ông này, đừng có ăn vội. Để tao luộc, tao uống rượu. Tối nay mẹ nó về, nó ấp trứng đẻ cho con, bắt cả mẹ lẫn con. Thông minh chưa? Được. Để tao giữ. Để nguyên thế này. Bây giờ cái làng này, cái thằng biếu rượu mình cũng chết rồi. Cả họ nhà nó cũng chết rồi. Mày đi thám thính một vòng quanh làng. Xem là nhà nào có thể cào mặt ăn vạ được, mày về mày bảo tao nhá. Xin phép. Nở ơi. Gì? Kiếm cho tao một hũ rượu nữa để tao còn chào buổi sáng. Con nở đi đâu mà lâu thế, nắng lên hết con sào không thấy cái mặt mũi nó đâu. Nhạt mồm nhạt miệng quá. Chị ôi chị ơi, chị ôi, bây giờ lạ lắm. Mày từ từ, mày ai bóp cổ mày? Cả làng bây giờ ấy, toàn là chi phủ với cả chánh tổng thôi nhá. Toàn nhà cao cửa rộng, toàn là như nhà Tây ấy. Thật ra nó làm quan hết à? Có cả ôn phô nữa. Tiếc nhỉ. Tao với mày mà không ngủ 100 năm thì bây giờ mèng ra mình cũng phải được làm ông bà Lý chứ chẳng chơi. Ông này, cứ chín quan lớn là có một chân đen. Họ bảo thế đấy. Thế là ở làng còn mỗi tao với mày là dân thôi à? Có khi ấy. Ôi thế thì tốt quá. Thế là
là tao với mày là của hiếm. Hiếm à? Ừ, nó là quý hiếm. Quý hiếm? Mà cái thằng tự lãng mà nó mà còn sống á, nó bắt chúng mình nó ngâm rượu. Ngâm rượu? Rồi nó sẽ thành cái hãng rượu gì nhỉ? Rượu gì? À, nó thành hãng rượu Chí Vèo Thị Nở. Nó bắt. Ôi nó. Nó bắt nó ngâm rượu đấy. Có. Dạ, chào bà lớn. Chào bà lớn. Ôi dồi ôi, lớn bé cái gì. Em là tổ trưởng tổ dân phố, kiêm hội phó hội phụ nữ. Đi bán hàng thêm để kiếm mớ rau cho các cháu thôi mà. Ôi, đi bán hàng, đi bán hàng. Ê, chào quan lớn ạ. Toàn bé thôi. Này, có rượu không, có rượu không? Không, em không bán rượu mà chỉ bán cái thứ linh tinh như này thôi. Cái gì nhỉ? Thứ chổi đây, anh chị xem có rượu thì mày đi bán làm gì. Không mua được cái gì cho em không? Nào. Này, chi. Cái gì vậy? Bà chồng mình rượu kia. Đúng tao với mày đây rồi. Nở. Thành Hoàng Làng đấy. Chí Phèo Thị Nở đấy. Chí Phèo đấy. Nở đây. Đây giống không? Con Nở đây. Ô thế là Thành Hoàng Làng, thế là tao là Thành Hoàng Làng à? Thế là con Nở là vợ Thành Hoàng Làng rồi đấy. Cũng đúng ấy. 100 năm rồi còn gì. 100 năm rồi chứ ít gì. Này. Anh chị buồn cười nhỉ. Lấy cái bằng chứng đâu mà nói anh chị là Chí Phèo? Thì đây là cái làng củ chuối vợ chồng tôi khai hoang đây thôi. Thế anh chị có đăng ký hộ khẩu không? Hộ khẩu là cái gì? Đăng ký tạm vắng tạm trú ấy ở đây. Trời lên mà hỏi cụ Lý. Tôi là tổ trưởng tổ dân phố ở đây nhá. Có sổ đỏ không? Sổ đỏ là cái gì? Là cái gì? Sổ đỏ là quyền sử dụng đất đi. Thế thì đăng ký lại đi hỏi bác Kiến đi. Thế thì ngày mai đi đăng ký làm hộ khẩu. Khổ quá, muốn có hộ khẩu thì phải có sổ đỏ. Thì đăng ký sổ đỏ. Muốn có sổ đỏ thì phải có hộ khẩu chứ. Ôi giời, cái nhà chị này lằng nhá lằng nhằng. Cứ sổ đỏ hộ khẩu sổ đỏ kệ cha nhà chúng nó. Chỉ có thằng Chí này đứng giữa trời thôi làm gì. Này tôi hỏi thật nhá. Thế có phải anh chị là Chí Vèo Thị Nở thật không? Nhìn mặt thằng này đây. Đây, hai cái vết sẹo này là cửa nhà bác Kiến đây. Đấy. Đầu đây. Nhìn đây. Nhìn chưa? Đấy. Này, thế bây giờ không có hộ khẩu, không có sổ đỏ thì sao? Thì vợ chồng nhà Chí bị treo lên như thế này hả? Treo lên. Có đúng như thế này không? Anh chị phải nên nhớ là dự án còn có dự án treo, huống chi là anh chị. Mà anh chị đã làm cái gì kia chứ? Nhưng mà này, có tiền uống rượu rồi. Tại sao thằng nào lại nặn tượng tao mà không xin phép tao? Tao kiện cho mục mả cả nhà nó ra luôn. Kiện luôn. Thằng nào? Mà kiện nào nhỉ? Bây giờ phải làm nào kiện được? Này tôi nói thật cho anh chị biết nhá, tôi là tổ trưởng tổ dân phố ở đây. Mà ở cái khu này ấy, toàn là giám đốc, phó giám đốc và những cái người trên cấp tôi nữa cơ đấy. Đấy nhá. Thế chị lại là tổ trưởng của họ nữa. Rõ ràng là như thế, mà toàn lãnh đạo lẫn nhau thôi. May chăng nhá, dân thường ở đây lọt khe chỉ còn mỗi hai anh chị. Thế chị cho vợ chồng tôi làm con dân của tổ trưởng đúng không ạ? Để xem thế nào đấy ạ. Nhận được đi. Rồi. Để có cái để lãnh đạo cấp dưới, tôi nhận hai anh chị làm thảo dân. Thế bây giờ là Thành Hoàng Làng này là đã có người lãnh đạo đúng không ạ? Được. Thế này thì bây giờ nhờ là lãnh đạo kiện cái vụ này để lấy rượu uống. Để giúp anh chị nhá. Khởi kiện cái vụ tượng treo lủng lẳng này nhá. Bây giờ anh chị phải làm đơn. Làm đơn. Rồi biết chữ mẹ là mà làm. Gì biết chữ? Để tôi viết hộ cho. Viết hộ thì tiền đâu mà giả tiền giấy mực. Ôi, không sao, tôi không lấy tiền. Không lấy tiền. Tiền à? Thôi được rồi, để yên tôi viết hộ xem như thế nào. Xong rồi anh chị xem thử xem là duyệt xem thế nào nhá. Treo. Tính gửi. Đơn. Đấy. Tên tôi là cái gì? Thị Nở và Chí Phèo ở xóm của chuối đúng không? Đấy. Rất sơ ra thế này. Đấy. Thôi bây giờ này nhá, đơn đã viết xong, tôi sẽ đọc thử cho anh chị nghe xem có giống giọng của anh chị không nhá. Thôi đọc. Kính thưa chị tổ trưởng tổ dân phố. Đúng giọng con Nở. Tên tôi là Chí Phèo và Thị Nở. Đúng rồi. Làm đơn này xin kính trình chị tổ trưởng tổ dân phố một việc như sau. Một việc gì? Vừa qua xuất hiện trên thị trường có thấy tượng của vợ chồng tôi. Đúng rồi. Không biết ai đã nặn ra nó. Đúng rồi. Việc làm này
ảnh hưởng đến nhân phẩm và sắc đẹp của vợ chồng tôi. Thì vợ chồng tôi đẹp à? Đẹp mà. Đẹp. Ô, đẹp thì là nó làm ảnh hưởng đến rồi. Đẹp mà. Đúng không? Đây. Đọc tiếp. Tiếp tục nghe này, tập trung nghe vào. Này, vợ chồng tôi làm đơn này xin khởi kiện. Đề nghị các cấp ban ngành sở. Ôi trời, vòng vo lắm, ban ngành sở mỏ lòng vòng quá. Chủ yếu nhất là cái rượu thì không biết vào đây. Khổ quá, có rượu thì để mình kiện thì để nó đền bù mình bằng rượu mà lại. Thì biết vào. Điểm chỉ con vào đây. Con kia đi vào lấy cái niêu đất này nào. Nhanh lên. Điểm chỉ vào đây. Cho chữ rượu to tướng vào đây. Nhanh hơn nào. Đấy. Mẹ cha nhanh con lên. Nở làm gì mà lâu thế. Vào đây. Ừ, điểm chỉ vào đây. Nào. Làm sao đấy? Nhặt mồm nhặt miệng từ sáng đến giờ nước bọt cũng chả thèm ra. Xin tín lộc của tổ trưởng. À lấy mực dấu à? Đấy, mực dấu này. Điểm chỉ vào. Điểm chỉ vào, nhanh. Yeah. Nào. Đấy. Rồi. Được chưa? Rồi, cứ ấn mạnh thế. Mạnh, được chưa? Nào, bây giờ nộp đơn. Đây, đây, đây. Để tao nộp, mày tranh chòe. Nào. Tao để tao nộp. Khổ quá đi mà. Tránh khiếu kiện đông người. Không đông người. Bây giờ như thế này. Anh nộp trước. Rồi. Xong tôi đưa cho chị. Chị nộp lại cho tôi. Được chưa? Đi sang bên kia. Nào, đây. Anh nộp cho tôi đi. Khởi kiện. Rồi, nhận đơn. Đấy. Bây giờ tôi lại đưa cho chị. Yeah. Chị lại lên nộp cho tôi. Nào. Nộp đơn. Ngẩng mắt lên nhìn tôi. Đấy, đúng rồi, tôi lại nhận đơn. Đấy, coi như đơn đã được chấp nhận. Chấp nhận chưa? Chấp nhận rồi. Bao giờ có rượu? Thôi thì phải khởi kiện đi đã chứ, phải đúng theo quy trình của nó chứ. Mà nhạt mồm nhạt miệng quá, bao giờ có rượu? Ít nhất nhé, cũng phải 10 năm. Hả? 10 năm? Thì đấy mới đúng quy trình. Tại sao lại phải 10 năm? Này, đấy còn chưa kể là oan tránh oan sai gì. Chứ sao nữa? Thế bây giờ tránh oan sai bao nhiêu năm nữa? Nếu oan sai mà chờ thực hiện được oan sai phải 10 năm nữa. Thế thằng cụ tổ nhà nó đi chết khát à? Ôi dồi ôi, thì chết khát cũng phải chờ nhá. Thôi, tôi đi về đây, cũng đấy mà thực hiện. Đó, mày ra đây. Không chờ được cái bọn này đâu, ban ngành lòng vòng lắm. Ừ. Tao với mày đi một vòng. Xem này, tại sao tao không có rượu uống mà nhà chúng nó lại có rượu uống. Ừ. Chứ chờ 10 năm nữa tao ngã vật ra đây thì mày làm thế nào? Ừ. Thế thôi đi. Tao ấy là tao không muốn nói chuyện mày đâu. Mày là chỉ được cái ngậm nước phun người thôi. Không làm được cái tích sự gì cả. Đấy. Vớ va vớ vẩn. Alo. Mày liên thiên vừa thôi chứ. Suốt ngày phun vớ phun vẩn. Hỏng hết cả linh tinh. Tư quá đấy. Buồn ngủ lại gặp chiếm anh. Đang cơn khát rượu lại gặp anh đái đường. Này, này quan lớn rồi thì cứ như cái thằng dở. Vừa đái vậy lại vừa nói chuyện một mình.